Có thể nói rằng là tuyến quốc lộ 14C hiện nay là đường cấp 4 miền núi và có rất nhiều đoạn đường đèo dốc quanh co nguy hiểm. Và đây tôi cho rằng là một cái đoạn cực kỳ nguy hiểm trên tuyến này. Có thể xác định đây chính là một cái điểm đen tai nạn giao thông của cái tuyến này. Bởi vì tôi đến hiện trường thì cũng thấy rằng là ở đây cũng có miếu thờ các nạn nhân, thì có nghĩa là đây đã từng xảy ra một số vụ mà nạn nhân bị tai nạn giao thông tử vong ở cái khu vực này. Như vậy có thể thấy đây là một điểm đen giao thông. Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý những gì để hạn chế tối đa tai nạn ở đây thưa ông? Tôi cũng có đề nghị với Tổng cục Đường bộ Việt Nam như là Sở Giao thông Vận tải tỉnh rà soát ngay, xác định những cái vị trí mà như cái vị trí tai nạn vừa rồi, đây là vị trí điểm đen mà cần phải xử lý khắc phục nhanh nhất. Đấy, đồng thời là trên tuyến thì cũng phải cắm bổ sung những cái biển báo cảnh báo này, rồi biển báo hạn chế tốc độ đối với xe dừng nằm. Vì những cái vị trí này là xe dừng nằm chỉ được đi với tốc độ không quá 40 km/h. Vì thế bổ sung thêm những cái điều kiện về an toàn giao thông, lắp bổ sung hộ lan 2 tầng 3 tầng ở những cái vị trí mà ta xuống dốc rồi ta ly âm nguy hiểm, những cái vị trí mà xảy ra vụ tai nạn này. Vâng, xin được cảm ơn ông Khuất Việt Hùng về những thông tin rất cụ thể vừa rồi ạ.